Chào các bạn, chào các bạn trở lại với nhóm review. Thì như chúng ta đã biết, bây giờ ở nông thôn là rất phát triển. Ngoài đường thì buổi tối đã có đèn điện chiếu sáng cho người dân dễ hoạt động khi đi vào buổi tối. Thì hôm nay nhóm sẽ giới thiệu một mô đun bật tắt thiết bị thông qua ánh sáng. Thì là mô đun gồm hai phần. Đây là phần điều khiển này, có các màn hình hiển thị cái cường độ ánh sáng, đọc từ cảm biến quang về, và các nút nhấn led báo nguồn. Và phần thứ hai là phần relay để đóng ngắt thiết bị AC hoặc là DC, và có ba đầu ra, chân giữa là chân con, là chân chung, và chân này là chân thường đóng, chân này là chân thường mở, để ứng dụng là bật hoặc là tắt thiết bị. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành bật tắt cái bóng đèn này theo cái cường độ ánh sáng mà mình cài đặt. Đầu tiên là mình sẽ kết nối tải. Bây giờ mình sẽ đây chỗ đấu vào chân thường đóng. Thường đóng là khi mà cấp điện thì là bóng đèn sẽ sáng, và khi có tín hiệu thì bóng đèn sẽ tắt. Ở mô đun này, nguồn nuôi của mình sẽ cho là từ 9 đến 12V, dương một dây đỏ, âm một dây đen. Đây, mình tiến hành cài đặt cái cường độ ánh sáng này. Nếu mà xét nhá, mình có thể tăng cái cường độ này. Đây mình để 100 nhá. Thì là khi mà cường độ ánh sáng lên quá 100 thì nó sẽ đóng. Dùng 100. Bật. Cho xuống tầm 85. Mô đun này có thể ứng dụng và lắp ở các cái cột đèn điện này. Thì là sẽ không cần người ra bật tắt nữa, mà sẽ bật tắt theo cái cường độ ánh sáng mà mình cài đặt theo mùa. Mùa đông, mùa hè thì cái cường độ ánh sáng nó khác nhau. Ok, cảm ơn.